Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài huyện Nậm Pồ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đã tập trung giải ngân nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Theo ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Cũng như nhiều gia đình khó khăn khác, thoát nghèo là mong ước lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Phinh ở bản Nà Hì 2, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình chị, thì việc có số vốn vài chục triệu đồng để đầu tư sản xuất là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, thông tin về nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện dành cho hộ nghèo như chiếc phao cứu sinh giúp vợ chồng chị thoát cảnh nghèo khó. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình chị Phình được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Với số tiền này, chị Phình tập trung vào chăn nuôi, chăm chỉ làm lụng, thu lãi từ những lứa lợn, lứa gà xuất chuồng, tích cóp được chị quay vòng vốn để cải tạo chuồng chăn nuôi, tăng đàn gà, đàn lợn, đàn ngan. Giờ đây gia đình vợ chồng chị Phinh không những đã thoát được nghèo đói mà còn có thu nhập ổn định từ 170 đến 180 triệu đồng một năm. Bảo phát triển kinh tế gia đình, có vay vốn, có vay vốn ngân hàng bên phụ nữ để vay vốn để về làm kinh tế gia đình, để mua lợn mua gà để nuôi. Gia đình cũng kinh tế cũng ổn định rồi. Giờ gia đình cũng phát triển kinh tế như thế này là cũng quá thoải mái rồi, ổn định rồi, kinh tế chắc chắn vững chắc rồi. Không chỉ riêng gia đình chị Lò Thị Phinh được tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi để thoát nghèo, mà xã Nà Hì hiện có hơn 2.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế, trang trải học tập cho con em, xây dựng các công trình nước sinh hoạt, tạo dựng cuộc sống ổn định. Chính quyền địa phương rất là quan tâm, nhất là quán triệt đến các tổ rác, các tập thể, chính quyền xã, là quán triệt sâu sắc đến tất cả các tổ trên địa bàn. Căn cứ vào nguồn vốn hàng năm mà Ngân hàng Chính sách huyện phân bổ cho thì các tổ khác xem xét, nghiên cứu, phân loại xem các tổ có nhu cầu, các hội viên có nhu cầu vay vốn để làm sao vay vốn theo đúng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để cho các hộ gia đình, các tổ viên người ta vay để sử dụng vào mục đích thứ nhất là để phát triển kinh tế xã hội, hai là mua trâu bò để phát triển kinh tế, thứ ba là xem tất cả các khu vực mà có thể khai hoang ruộng nước để bà con tận dụng để lấy số tiền đó thuê hoặc là khai hoang để tăng diện tích ruộng để phát triển kinh tế nông nghiệp cho các hộ gia đình. Thứ hai nữa là về cái môi trường sinh sống, về công tác xã hội thì làm sao để cho bà con có nguồn vốn và có cái nguồn đầu tư để từng bước xây dựng kinh tế của gia đình ngày càng ổn định và phát triển tốt hơn. Để triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngay từ đầu năm 2015, huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch và chỉ đạo các xã, đơn vị có liên quan thực hiện. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc, bổ sung xác nhận đúng đối tượng vay. Đồng thời hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã chuyển một phần vốn ngân sách sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay ưu đãi. Từ đầu năm 2019 đến nay, chính quyền huyện cũng đã cân đối ngân sách và chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 600 triệu đồng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi. Xác định đây là một trong những cái chỉ thị và cái nguồn vốn giúp cho các cái huyện khó khăn biên giới, trong đó có huyện của Nậm Pồ, của Điện Biên, thực hiện đối với các hộ dân cơ bản cái tỷ lệ hộ nghèo cao, và đây cũng là một nguồn
để giúp cho các cái hộ nghèo có điều kiện cơ sở dần từng bước thoát nghèo. Thì đánh giá trong 5 năm qua từ 2014 đến nay ấy, thì là cái nguồn vốn đưa vào để hỗ trợ cho người dân là tăng trên 133%. Tức là năm 2014 đến nay thì tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì lượng vốn cho vay tín dụng trong dân hiện nay là trên 285 tỷ đồng. Thì đánh giá đây là một cái nguồn vốn hết sức là hiệu quả, góp phần là giúp dân xóa đói giảm nghèo, hình thành được các cái mô hình phát triển trong cái điều kiện mà khả năng của huyện có trong cái lợi thế, ví dụ như phát triển về các cái mô hình chăn nuôi đại gia súc, mô hình VAC và mô hình làm kinh tế dưới tán rừng. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đang thực hiện 11 chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, giúp hộ vay vốn có điều kiện thoát nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đã tăng cường tập huấn cho cán bộ làm ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư. Bên cạnh đó, để cho người dân được thuận tiện, giảm chi phí đi lại giao dịch, đơn vị đã mở điểm giao dịch cố định hàng tháng tại tất cả các xã, niêm yết công khai đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách và các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn. Đồng thời tổ chức ký kết với 4 tổ chức chính trị xã hội với 213 tổ tiết kiệm vay vốn, trên 12.700 hộ vay với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 285 tỷ đồng. Trong 5 năm, từ 2014 đến năm 2019, từ nguồn vốn của các chương trình tín dụng chính sách đã giúp hơn 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hơn 100 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp vay vốn, 120 lượt lao động vay vốn giải quyết việc làm, xây 1.130 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 2.000 hộ nghèo vay làm nhà ở. Từ đó, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt từ việc đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, công trình phúc lợi, phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân mỗi năm 4%. Sau 5 năm triển khai thực hiện, chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu lực hiệu quả trên địa bàn huyện Nậm Pồ, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt hơn 280 tỷ đồng với gần 8.000 hộ còn dư nợ. Các hộ có nhu cầu vay vốn đều được bình xét công khai tại cơ sở dưới sự giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, sự chứng kiến của trưởng thôn. Các món vay đều được kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Do vậy, thì các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được cái hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong việc phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Những kết quả trên đã khẳng định chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách cũng như phát triển kinh tế xã hội ở huyện Nậm Pồ. Thời gian tới, để triển khai chỉ thị số 40 đạt hiệu quả cao hơn, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội, chú trọng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối tượng vay, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ, có hơn 60% là hộ nghèo, hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chính sách bảo hiểm y tế thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi khi đi khám chữa bệnh, qua đó đưa người dân nghèo huyện Nậm Pồ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chị Lý Liều Han ở bản Hủy Cơ Giao, xã Nà Hì, nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện đã được 5 ngày. Chị Lý Liều Han cho biết gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chị làm nương rẫy quanh năm, cũng không có tài sản gì đáng giá. Những lúc ốm đau như thế này, có tấm thẻ bảo hiểm y tế trong tay, chị thấy an tâm, không phải lo lắng về chi phí khám chữa bệnh, thuốc men.
đặt trong hoàn cảnh nếu như chị không được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện đồng bào nghèo dân tộc thiểu số thì chị cũng khó khăn khi phải chi 5 đến 700 nghìn để đến viện điều trị bệnh thông thường. Gia đình mình rất khó khăn. Nếu không có cung cấp thẻ bảo hiểm thì chắc gia đình cũng không đủ điều kiện xuống đây khám. Rồi có cái thẻ bảo hiểm đây cũng được xuống đây để điều trị được 5 hôm. Thì cũng phải lo về viện phí. Chị Lý Liều Han là một trong số hàng chục nghìn người dân Nậm Pồ được cấp và hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế dành cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, từ đầu năm đến nay đã có trên 42.000 lượt người đến khám chữa bệnh, trong đó khám tại tuyến huyện gần 15.000 lượt người, tuyến xã hơn 20.800 lượt người, với tổng kinh phí mà bảo hiểm y tế chi trả cho dịch vụ này là gần 10 tỷ đồng. Là một huyện vùng cao với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, bảo hiểm y tế đã giúp cho nhân dân trong huyện được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống cơ sở y tế được đầu tư xây dựng, đội ngũ y bác sĩ ngày càng nâng cao tay nghề nên chất lượng phục vụ khám chữa bệnh ngày một nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng từ đó đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay khi viện phí ngày càng tăng thì bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số càng thiết thực. Cái thẻ bảo hiểm y tế đã giúp ích rất nhiều cho người dân ở đây bởi vì là họ tức là với trình độ dân trí thấp này, điều kiện kinh tế khó khăn này và rất là hay mắc những cái bệnh tức là bệnh từ những cái bệnh thông thường cho đến những cái bệnh dài ngày mãn tính, và nếu mà như mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì họ sẽ phải chi trả chi phí rất là lớn. Ví dụ như là mỗi một đợt khám bệnh thì là cái tiền có thể là dao động từ khoảng từ 200, 300 đến thậm chí là 500, 700 nghìn. Đối với đời sống của người dân hiện tại thì rất là khó khăn, ví dụ ăn uống hoặc là quần áo, từ phòng cơm không có ăn, quần áo thì còn không có mặc, thì có việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy và cho cái việc khám chữa bệnh thì nó sẽ là một điều gần như là không thể. Và hiện nay thì là tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ thì là gần như 100% các bệnh nhân đến khám thì đều được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế. Và các bệnh nhân ở đây thì có, tức là cái mức hưởng của họ là 100%, thì họ là hầu như là không phải chi trả những chi phí về thuốc này, chi phí khám bệnh cũng như chi phí về giường bệnh cũng như là các vật tư y tế và những cái ví dụ như khi họ là, hoặc là làm những cái thủ thuật phẫu thuật thông thường. Là đơn vị trực tiếp thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ đã phối hợp với các phòng chức năng của địa phương, làm tốt công tác rà soát đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn huyện có hơn 55.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong đó các đối tượng được nhà nước hỗ trợ chiếm trên 95%. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đưa các dịch vụ y tế trong quy định chi trả bảo hiểm vào phục vụ nhân dân, tiếp tục thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế, kịp thời chi trả đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo cái quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân thì trước tiên là phải đảm bảo cái quyền lợi về thẻ bảo hiểm y tế. Tức là hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân trên địa bàn kịp thời để người dân có thẻ bảo hiểm y tế đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn khi có ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội còn bố trí một đồng chí giám định thường trực tại trung tâm y tế để hướng dẫn người dân, đồng thời là giám sát công tác khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Đấy. Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện cũng thực hiện giao ban hàng quý đối với trung tâm y tế để đánh giá cái kết quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong cái công tác khám chữa bệnh cho người dân. Và bảo hiểm xã hội huyện cũng thường xuyên kiến nghị với trung tâm y tế là thực hiện tốt cái quy chế của bệnh viện cũng như cái hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã
ký kết với cơ quan bảo hiểm xã hội. Cùng với các chính sách an sinh xã hội khác, chính sách bảo hiểm y tế đã và đang góp phần tích cực giúp người nghèo, người dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân trên địa bàn, cũng như góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trang truyền hình cơ sở của Đài huyện Nậm Pồ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.